Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan thì tính chung cả quý 1 2018, xuất khẩu chè giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ 2017. Theo thống kê quý 1 năm 2018, xuất khẩu chè ước đạt hơn 25.400 tấn với kim ngạch là gần 39,4 triệu đô la Mỹ, thời đó giảm 8,7% về lượng và giảm 2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017. Pakistan tiếp tục là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam với hơn 4.000 tấn, 96% tổng lượng xuất khẩu, giảm 28,9% so với cùng kỳ, kim ngạch đạt hơn 8,4 triệu đô la Mỹ và giảm 19,2%. Tiếp đến thị trường Nga đạt gần 4.200 tấn, trị giá gần 6,5 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,4% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, giảm 8,4% về lượng. Một số thị trường khác như Ấn Độ và bảy nước tiểu vương quốc Ả Rập sụt giảm rất mạnh, cụ thể sang Ấn Độ giảm 50% về lượng, giảm 54,6% kim ngạch và giảm 9,3% về giá. Tại thị trường UAE thì giảm 40% về lượng, giảm 45% về kim ngạch và giảm 9,2% về giá.